hình chú kiến rất là đáng yêu như thế này. Video hướng dẫn vẽ bức tranh hình chú kiến bằng màu sáp dầu của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán một chú thiên nga có màu đen như thế này nhé. Còn bây giờ cùng mình thực hiện nào. Để cắt dán một chú thiên nga đen như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu đen, giấy thủ công màu trắng, màu đỏ, thước kẻ, bút chì, băng dính hai mặt, kéo. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy màu đen này của mình lại. Mình sẽ gấp theo cái chiều ngang này. Bây giờ mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy của mình lại như thế này nha. Sau khi các bạn gấp cái tờ giấy theo cái chiều ngang như thế này thì chúng mình sẽ dùng bút chì để vẽ cái hình chú thiên nga của mình ở trên cái tờ giấy này nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình chú thiên nga của mình ở trên cái một cái mặt của tờ giấy này. Mình sẽ để cái mặt đường gấp hướng lên phía trên này. Trước tiên là mình vẽ phần đầu của chú thiên nga là một hình có dạng giống hình tròn. Phía trước này mình vẽ cái mỏ cho chú thiên nga của mình. Tiếp theo là mình vẽ cái cổ. Mình vẽ cái cổ của chú thiên nga có dạng hình cong như thế này. Sau khi vẽ xong cái phần cổ thì mình sẽ vẽ đến các cái phần chi tiết ở cánh của chú thiên nga. Phần dưới đuôi này thì mình sẽ cách điệu thành một cái đường cong có dạng giống hình chữ S ngược. Sẽ vẽ một cái đường cong như thế này. Sau khi các bạn vẽ xong cái đường cong ở dưới đuôi cho chú thiên nga như của mình thì bây giờ mình sẽ dùng thước mình kẻ một cái đường ngang có kích thước khoảng bằng 1/3 của cái chiều giấy này. Mình vẽ một cái đường ngang ở đây. Tiếp theo mình vẽ những cái đường